cho các bạn xem bữa sáng thuần chay của cô gái Minh An nha. Đây, còn một bịch này nữa. Trong đây có mứt vỏ bưởi mà Minh An làm, rất ngọt, thanh nhẹ, rất là vừa ăn. Một ít cái bánh bột mì trong một cái bịch như vậy nha. Đó, cái món này là món để mình ăn vặt thôi. Rồi, ngoài ra còn có một cái hộp này Minh An chuẩn bị. Trong đây có khoai lang, đậu xanh, hạnh nhân và hạt điều. Các bạn nhìn nè, đây là hạt hạnh nhân nè, để mình ăn chỉ cho các bạn nha. Nè, này là hạt hạnh nhân nha, còn cái hạt này là hạt điều nha. Để cho các bạn coi luôn nè, hạt điều nè, đây là hạt điều tươi ngâm qua đêm 8 tiếng, sau đó là chúng ta trần qua nước sôi, mà nước muối sôi á, để mục đích là chúng ta rửa sạch cái nước chua. Nhiều khi ngâm qua đêm nó sẽ ra cái nước chua ha, và cũng như nó giải phóng cái chất bảo vệ hạt khỏi cái chất bảo quản đó. Nè, hạt hạnh nhân bóc vỏ ra thì nó dày nè các bạn, rất dinh dưỡng, rất là cao ha. Hạt hạnh nhân được ví giống như là nguồn sữa mẹ nha các bạn, rất là tốt ha. Nếu mà làm sữa này cho trẻ em uống thì tốt vô cùng. Đậu xanh cũng bổ sung thêm dinh dưỡng và đạm cho cơ thể đó. Đậu xanh này mình luộc qua với muối cho nên nó có vị mặn mặn ha. Còn về cái phần củ á, thì mình có khoai lang với khoai tây, nó là dinh dưỡng. Và mình có thêm một ít trái cây là bưởi nữa, mình mua ở tại trạm dừng chân ha. Trạm dừng chân này đã gùi. Như vậy là bữa ăn, đây là một bữa ăn một ngày của cô gái đó. Cô gái chỉ ăn bữa sáng và bữa trưa thôi, buổi tối thì không có ăn đó. Nên như vậy là đủ rồi các bạn, cuộc sống trở nên rất là đơn giản, nhẹ nhàng, mình không có bị lệ thuộc nhiều, cũng như không tốn kém nhiều chi phí mà vẫn đảm bảo cho việc là mình khỏe mạnh nhé. Đây là vitamin nè ha. Còn trong vỏ bưởi cũng có vitamin và có chất xơ trong cái mứt vỏ bưởi nữa, có cả phần tinh dầu nữa. Rồi, còn trong phần này thì sẽ có đạm, chất béo và chất xơ và tinh bột nữa. Tinh bột là trong củ nha, còn đạm và chất béo là, và có các loại khoáng chất thì cũng có nhiều trong các loại hạt. Ở đây có 3 loại hạt nè. Đó là bữa ăn của một cô gái thuần chay và yêu thích trong việc nấu ăn cũng như là chuẩn bị thức ăn cho mình khi mà mình có một chuyến đi xa ha. Mình vẫn có thể chủ động được, rất đơn giản, rất dễ chuẩn bị các bạn ơi. Quan trọng là chúng ta biết mà thôi. Nhiều người cứ nói là ăn chay thì khó ăn lắm, đi xa không có chỗ ăn, nhưng mà thực ra nếu mà mình biết có sự chuẩn bị như thế này á thì đâu có sợ mình đi đâu đâu, mình luôn chủ động được mà. Nè, mứt vỏ bưởi nè các bạn. Mình với chị gái mình ăn mà giống như thành ghiền luôn á các bạn ơi. Mình bào ha, cái vỏ bưởi. Mình sau khi ăn cái ruột bưởi rồi thì mình bắt đầu mình rửa sạch cái vỏ đó đi, rửa sạch cái phần vỏ đó, mình dùng dao bào, mình bào thành sợi như vậy, bào như vậy, xong rồi mình mới ngâm nước muối qua một đêm. Sau khi ngâm nước muối qua một đêm rồi thì mình mới bắt đầu lấy ra để vắt khô cái chỗ đó đi, để cho nó bớt cái vị đắng của cái vỏ bưởi ha. Xong rồi mình mới rửa lại với nước lạnh thêm mấy nước nữa, rửa vắt. Rồi sau khi khoảng 3 lần như vậy thì mình mới lấy cái phần vỏ bưởi mình bào đó, mình cho vô chảo, mình cho đường vô, cho chút muối vô nữa, mình ủ đó là từ sáng cho tới chiều, ủ với đường ha. Mình mới bắt đầu cho lên bếp để mà xào cái chỗ mứt đó, hay gọi là sên mứt đó. Thì mình mới sên cái chỗ mứt đó, sên cho đến khi mà cái nước trong cái chảo đó nó khô hết vào vỏ bưởi của mình đó, nó bong đường nhẹ nhẹ lên như vậy nè, các bạn thấy không? Đó. Xong rồi mình mới lấy ra, mình bỏ ra ngoài trong cái
cái mầm rạ, cái mầm bằng bằng nứa, bằng tre, cái mâm tre mình lấy ở đó, mình để bên ngoài và mình phơi một cái nắng nhẹ ở trong nhà thôi nha. Phơi để cho nó khô hẳn ở bên trong luôn, nó khô tận bên trong luôn ha, để mình có thể bảo quản được lâu hơn, bởi vì mình làm không có quá ngọt thì nhiều khi là nó sẽ nhanh hỏng hơn so với những cái loại mứt mà người ta làm ngọt thật ngọt ha. Thì mình phơi nhẹ qua một nắng đó, xong rồi mình mới cho vô hũ thủy tinh và để ở trong nhà, cứ dùng dần thôi, dùng bao nhiêu thì lấy ra bao nhiêu dùng ha. Đó là cái làm món mứt bưởi, cũng như mình đang giới thiệu cho các bạn một cái bữa ăn của cô gái thuần chay rất chủ động trong cuộc sống của mình. Chúc cho các bạn cũng có thể chuẩn bị được những bữa ăn đơn giản, dễ mang theo. Đây toàn đồ khô không à, không có đồ nước gì hết nên dễ mang theo lắm đó, và sẽ đầy đủ dinh dưỡng, năng lượng cho mình để chúng ta có thể tiếp tục làm việc hoặc là phụng sự, cống hiến và trải nghiệm cuộc sống này nha. Minh An yêu các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Minh An. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. I love you. I love you. I love you.